tâm linh, đó chính là yêu thương vô điều kiện. Yêu thương vô điều kiện nghĩa là mình trung lập đó, là khi mà mình tưởng tượng là mình và tất cả những người khác xung quanh đều là một. Ví dụ như là nếu các bạn tưởng tượng là ở trong gia đình thì mình với lại con cái của mình là một một gia đình, mình ở trong một cái xã hội hay một cái đất nước thì mình với lại cái người anh em của mình hay là cái người đồng nghiệp của mình là đồng bào. Đồng bào nghĩa là một cái bào, một cái bào thai mà ra, thì đó chính là một. Rồi trái đất của chúng ta thì trên khắp trái đất này cũng chỉ có một trái đất thôi, thì tất cả những người ở trên trái đất thì đều là một hết, cho dù màu da, sắc tộc, tôn giáo, rồi ngôn ngữ có khác nhau, nhưng mà sống trên cùng một trái đất. Thì tại sao lại nói về một? Bởi vì đó là nhất nguyên. Nhất nguyên nghĩa là tất cả mọi thứ đều là một hết. Chứ nếu mà chúng ta chia thành hai, ví dụ như là chia thành đúng sai là bắt đầu chúng ta cãi nhau, chia là tốt xấu là sẽ cãi nhau, chia là tôi đúng hắn sai là bắt đầu sẽ cãi nhau. Mà nếu mà khi mà chúng ta cãi nhau thì làm sao mà chúng ta yêu thương vô điều kiện được đó. Thì yêu thương vô điều kiện thì nó cũng có cũng có thể tập được, và tập đương nhiên là nó cũng khó, nhưng mà cái phương cách là rất là đơn giản. Khi mà chúng ta yêu thương vô điều kiện đó, thì trong một cái chủ đề khác thì mình sẽ làm livestream riêng về cái này. Nhưng mà các bạn tưởng tượng là khi mà chúng ta có được cái tình yêu thương vô điều kiện, nghĩa là chúng ta cho đi là không có tính toán này, chúng ta gieo hạt một cách tâm rất là trong sáng này, và khi mà chúng ta yêu thương người khác mà không cần người khác yêu thương mình, đó chính là cái yêu thương vô điều kiện. Mình sẽ làm một cái chủ đề khác về yêu thương vô điều kiện riêng. Thì nếu bạn muốn tập cái này đó, thì tôi giới thiệu một cái trang web tên là docchunon.com. Thì trên này có nói rất là nhiều về cái yêu thương vô điều kiện, và những cái bài này là những cái thực hành nho nhỏ từng ngày từng bước một chúng ta có thể tập ở trên đó để trở thành một người yêu thương vô điều kiện. Rồi chị Huỳnh Thu Loan nói là hôm nay thầy cố ý phát âm đúng livestream. Cảm ơn chị Loan. Livestream ha, có chữ sờ ở giữa. Rồi. Bạn Nguyễn Thị Diễm Thúy nói là bây giờ chị Thúy, ok, em đang gieo hạt kiến thức, đúng rồi chị. Thì livestream cũng là một cái hình thức mà chúng ta gieo hạt, chúng ta nói những lời tốt đẹp, chúng ta đưa ra những cái thông tin hữu ích, chúng ta chia sẻ những kiến thức mà chúng ta biết, trong khi những người khác thì chưa biết hoặc là có thể họ hiểu chưa rõ, thì đó cũng chính là một cách giao hàng. Các anh chị đọc xong một quyển sách mà nó hay thì chúng ta có thể chia sẻ cho người khác về cái thứ mà chúng ta hiểu trong đây, hoặc là khi mà chúng ta áp dụng thành công một cái điều gì đó ở trong sách thì chúng ta có thể chia sẻ cái điều áp dụng thành công đó đến người khác. Thì đây cũng chính là cái ý tưởng mà anh Đặng Quang Trí anh đã giúp cho cái cộng đồng nhân dân giao hàng nó được hình thành, là bởi vì anh đọc cuốn sách này thấy quá hay, và cái kiến thức đó giúp anh ấy kinh doanh đang rất là thành công, thì anh mang lại cái điều đó cho người khác bằng cách là anh ấy cùng với người khác gieo 10.000 cái cuốn quản lý nghiệp này đến các nhân dân ở trên toàn Việt Nam. Thì bạn nào mà chưa có sách thì nhắn lại, chúng tôi sẽ có một cái bộ phận để có thể gửi sách đến cho tất cả các bạn. Rồi, còn bạn nào hỏi gì nữa không? Ok, vậy là mình tóm tắt lại ha. Thì mỗi cái live stream ở đây đó, thì ở phần cuối live stream là có hai phần. Phần thứ nhất là các bạn cứ comment bên dưới, bạn nào muốn nhận sách thì chúng ta comment bên dưới. Phần thứ hai là tôi sẽ chụp lại cái hình
recap, có nghĩa là tóm tắt lại toàn bộ cái phần mà